Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con Kindred Garden phần 2 nha. Ok, trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Cái tập trước là mình đã tham gia vô được cái, nói chung là hai ông lao công, kiểu là sự kiện của hai ông lao công, thì mình có được hai bộ đồ do mình giết được hai người, cho nên mình có được. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ngày hôm nay. Đúng rồi, mission map nè. Mission map đây. Mình sẽ bắt đầu bằng nhiệm vụ này. Cái này là theo option. Chả biết đọc cái từ đó sao, tại vì mình lâu rồi cũng ít đọc từ lắm. Còn bây giờ là nhiệm vụ lần này là Flower for Diana. To Diana. Thì sự kiện này có mặt của con Cindy với lại ông thầy giáo này. Nên chắc là mình sẽ ra mình nói chuyện với ông thầy giáo này trước nè. Ông thầy này dạy về môn khoa học. Mình nói là mình không xứng đáng để được ông nói là mình không có xứng đáng được vào cái lớp của ổng, tại vì lớp của ổng ổng không cho, kiểu là học sinh yếu vậy á, học sinh yếu vô cái lớp của ổng, và mình nói là mình không phải học sinh yếu. Ồ, thế là vậy chứng tỏ cho ổng thấy thêm như thế nào là không phải là yếu. Thế thì mình hỏi là điều kiện là như thế nào, thì ổng nói là bây giờ là nếu như mà mình còn phải tìm được 5 bông hoa khác nhau trước khi buổi học bắt đầu thì ổng sẽ cho mình, chứ ổng sẽ cho mình vô lớp của ổng. Ok, chấp nhận thôi. Ok, đi. Thì gì ta, ông nói là nếu như mà mình không có tìm đủ 5 bông hoa để đưa cho ổng á thì đừng có mong là vô được cái lớp của ổng. Và nếu như mà mình vô cái đó mà mình không đủ 5 bông hoa là mấy bạn cũng biết là ổng này ổng sẽ làm gì với mình rồi. Ok, hỏi. Bắt đầu là hỏi ổng về thông tin của 5 bông hoa. Một bông thì mọc ở đằng sau trường. À không, đó là kế bên thì phải, behind the cool, đúng rồi, kê đâm xếp là gì đây? Giống như là khuôn viên đặc biệt gần sau trường vậy. Một cái là nằm trong phòng ăn của, nhớ rồi, cái đằng sau trường là cái bông hoa màu xanh lá. Và tập trước á, mình đã có thấy rồi. Cái một cái thì ở trong phòng ăn của giáo viên. Một cái kiểu là cái bông hoa này thì nó lại không có trong trường, nhưng mà phải kiếm từ một cái tình yêu tệ hại nào đó để lấy được nó. Wow, hơi khó hiểu một chút, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu thêm. Và ổng cười, ổng nói là mình sẽ không tìm được bông hoa đó đâu, bởi vì không bao giờ vô được trong lớp của ổng. Ờ,
giờ ông nói là có một bông hoa nằm ở trong cái khu mà của những đứa trẻ tàn tật thì mình nói là ok, chỉ cần đi qua đó là lấy được thôi, nhưng mà ông nói là khu đó sẽ không đi qua được đâu, bởi vì qua đó thì bà sẽ chặn mình lại. Thì bây giờ là đúng rồi, nói chuyện với lại nước ghép, bởi theo mình biết là nói chuyện với thằng này á, hỏi này là tại sao lại bị rớt xuống đó, có bị kẹt hay không. Sau đó là mình ra đây mình nói với lại cô hiệu trưởng là nó ghét, nó bị kẹt trong đó, và bà cô đó bà sẽ kêu bà bảo mẫu, đúng rồi, bà cô bảo mẫu ở nhà ăn, bà cô bảo mẫu ở nhà ăn bà sẽ ra bà trông thằng nó ghét cho, và thế là bà sẽ không chặn mình được nữa. Sau đó là mình sẽ nói lại Monty. Ok, trả nó 3 đô. Trả nó 3 đô để mình có thể kiểu là mình đưa nó qua bên đó. Đó. Nghĩa là mình đẩy xe nó để ấy, nó giúp cho mình qua được bên đây, và mình lấy bông hoa đầu tiên. Bông hoa màu xanh dương này. Ở đây có khá là nhiều thứ nhưng mà ở trong cái phần này á bị một cái là khi mà mấy bạn làm mấy cái nhiệm vụ chính thì cũng rất là khó để lấy được mấy monster kẹt, chỉ lấy được những cái monster kẹt nào mà ở trong cái nhiệm vụ chính thôi. Còn mấy cái mà monster kẹt mà lẻ tẻ hả, hay là làm cái này sẽ mất đi táo liền. Phần này kiểu là nó làm rất là sát. Anh kia lại khó chịu về cái thằng mà canh giữ hành lang thằng sao đỏ này, vì nó kiểu là nó tuân thủ luật quá, anh kia khó chịu. Nói là thằng này thì không, tại thằng đó nó canh ở bên dưới, nhưng mà bây giờ nó lên đây nói chuyện với thằng này cho nên là mình chạy lên được. Giờ trên này á, thì là chỉ có anh này anh quản lý thôi đó, cho nên là anh này sẽ nói là xử lý mình, bên kia nó mới chịu đi xuống. Thì anh này đưa cho mình tấm thẻ thông hành lang, đưa là anh ấy không có thích cái thằng kia nói nhiều quá, anh ấy không có thích thằng kia nói nhiều quá cho nên là đưa cho mình tấm thẻ đó luôn, để sau này là mình có thể lên xuống dễ dàng hơn và không có bị nó cằn nhằn nữa. Bây giờ là để tiếp tục. Đúng rồi, có hình con Cindy cho nên là ra nói chuyện, gọi là chắc là nói chuyện là cô Cindy. Nó nói là nó rất là thích con búp bê này, bởi vì con búp bê này khá là đẹp giống như nó. Hỏi nó là có thấy bông hoa nào không. Giờ nó nói là chắc chắn có, nó nói là nó có một bông hoa màu hồng. Nhưng mà bây giờ là mình cái bông hoa đó là chỉ dành tặng cho cái đứa bạn trai mới của nó thôi. Thế hỏi nó là đứa bạn trai mới của nó là ai. Dù thì trong lần đầu thì mình cũng có là bạn trai đó rồi. Thì con này nó nói là cũng chưa có nói chuyện, nhưng mà đó là một đứa dễ thương, mặc áo màu xanh với lại một cái cà vạt màu đỏ. Và nó đang học ở trên lớp trên tầng, giờ nó muốn mình đưa cho nó một thứ. Hỏi cái gì? Đưa thư tin. Phải cái trưởng. Ok, nó nhờ thằng bạn trai cũ đưa một lá thư tình cho thằng bạn trai mới. Có vẻ hay nhỉ. Mình từ ra ngoài nhưng mà không, bà cô cũng không cho, nhưng mà mình nói là mình có tấm thẻ.
có tấm thẻ là ok hết. Ủa mày có thẻ? Bây giờ vô đây, vô đây đưa lá thư tình cho này. Có lá thư tình cho nó. Nhưng mà thằng này nó hoảng tưởng là BD mà BD hoảng tưởng là mình đưa cho nó, nhưng mà mình nói là không, cái này của con xin đi. Ok, nó hỏi con xin đi là người như thế nào, mình nói là cái sau khi mà mình ấy hẹn hò với nó là mình biết được là nó rất là ghét đứa con gái khác, và nó sẽ bắt thằng bạn trai của nó chà đạp lên những đứa con gái khác, cho nên là mình thấy con bé nó không không có tệ lắm đâu. Ok, và nó sẽ chấp nhận cái lá thư này và tụi nó sẽ ăn trưa cùng nhau. Ok, giờ nó nói là có một cái tin nhắn rắc rối. Ok, nó tặng cho mình cả 3 đô luôn kìa, hay nha. Đi gửi thư mà nó còn tặng cho tiền, mình chỉ là mình làm công việc rắc rối ấy, cho nên là ok, trả tiền mình cũng đúng thôi. Nó hồi này nó thấy là mình không có ở trong đây coi thân mình lại vô được lớp này, thì mình nói là mình đang cố gắng để vào lớp này đây. Cái ông này ông rất là thích bông hoa màu đỏ đó, thì mình làm sao mình lấy được. Thì hằng này nó sẽ hỏi một số người lớn xem có biết tình hình của bông hoa đỏ hay không, tại ba của thằng này cũng như là một chủ tịch tập đoàn có một cái nhà máy rồi, cho nên là có thể biết được. Ok, mình bị đuổi rồi. Thằng đó nó sẽ nói là giúp mình tìm cái bông hoa màu đỏ, nhưng mà thực sự là nãy là ổng nghĩ bông hoa màu đỏ là thuộc là tình yêu của một đứa ngốc, kiểu là loser, kẻ thua cuộc á, một tình yêu của kẻ thua cuộc nào đó. Thì đây để chú bóp đây, giờ ông bóp thì ủa, chú bóp thì đang đỏ mặt, bi đang dọn nhà vệ sinh nữ. Giờ ông ấy nói không thấy mình ở đây, kiểu là ông đang ngại á, ông không có để ý tới mình. Giờ mình ra nói chuyện thì ông giật mình, ông nói không để ý tới mình đang ở đây, giờ ông nói là đây là nhà vệ sinh nữ, mình không có nên ở đây. Giờ hỏi là tại sao chú lại đỏ mặt vậy. Và chú ấy nói là chú ấy vừa gặp một phụ nữ rất là đẹp, cô ấy có cái tóc màu nâu và mặc một bộ váy màu tím và có một cái gì đó rất là to. Vâng, hàng đó thì mình biết là kiểu gì cũng to mà. Mình nói là có phải cô ấy mà ghét không, thì cô ấy mà ghét là cái cô như bài cô giáo mà hay dạy mình đó. Ồ, hóa ra cô ấy tên là mà ghét à. Và bây giờ là chú ấy ước là chú ấy có thể là kiểu là gây sự chú ý lại một cô giáo. Mình hỏi là tại sao lại không tặng cho cô ấy hoa. Ok, chú nghĩ là cô ấy cũng sẽ thích điều đó. Ok, chú sẽ đi kiếm hoa cho cô ấy. Dạ, cảm ơn bởi vì đã nhắc nhở nhóc con à. Không có gì đâu chú. Ok, nếu như mà chú đi thì chú có thể lấy được. Đúng rồi, bây giờ là đi thì có thể là trở về kịp lúc với lại bông hoa luôn. Thì mình cũng đồng tình với lại ý kiến đó. Thế là chú ấy đã đi lấy hoa rồi, giờ mình có được bông hoa màu đỏ. Bây giờ thằng này tự nhiên nó lại chạy tới, là nó kêu mình là khá là tồi tệ. Có chuyện gì mà tồi tệ? Nó nói là con xin đi, nó muốn có đồ ăn chay. Nhưng mà thằng này thì lại không biết là cái thứ quỷ quái đó nó ở đâu. Đó, mình cũng biết mà lần trước thì nó cũng đòi đồ ăn chay đó, và thậm chí là mình đưa cho nó cái món thịt chó, con chó của nó nuôi bị ông lao công giết đem lại là về làm thịt. Và
mình lấy cả cái món thịt đó mình cho nó ăn, và mình nó cứ tưởng là đồ ăn chay cho nên nó không biết gì đâu. Còn nó là màu đấy. Ok, giờ thằng này xin mình là giúp đỡ tìm cho nó một cái gì đó để ăn. Ok, mình sẽ thử. Thì nó nói là nếu mà tìm được thì cứ đem ra cho đưa cho nó. Và nó không muốn là kiểu là sao ta, nó muốn gây ấn tượng là con Cindy. Cái thể loại logic gì vậy? Khi mà con gái mà nó để thích mấy bạn rồi thì mấy bạn có làm cái trò gì nó cũng thích thôi à. Thì này chắc là nó không biết nó đang bị dụ rồi. Hỏi là có cái gì để ăn, đồ ăn chay không? Ok, bạn này có, bởi vì bà biết là sẽ có một số đứa học sinh mới sẽ không thích nghi được. Ok. Ok, hỏi là bây giờ là mình sẽ có cái gì đó để mình. Ồ, đồ ăn chay nhưng mà có mấy cái đó, nhưng mà nó ở trong cái căn phòng mà ông lao công cũng đang dọn dẹp rồi. Bây giờ là phải làm sao để cho ông lao công đi ra để bà kia bà đi vô bà làm. Bây giờ chắc là chỗ này, cái phòng này là cái phòng ăn của giáo viên đây. Đây là cái phòng ăn của giáo viên mà bị thằng này chặn lại rồi. Nên là bây giờ là mình làm sao mà mình đuổi được cái thằng này lại ông lao công đi để mình lấy con hoa tiếp theo. Ông lao công thì không nói gì rồi. Nó là ra nói chuyện lại con Kara được chứ. Hỏi nó có bông hoa được không. Và con này nó nói là khá là tội nghiệp khi mà mình vẫn còn bị mắc kẹt với lại cái yêu cầu của ông tiến sĩ Daniel. Không biết mình đọc đúng không nè, Daniel. Ok, con này nó gợi ý mà có một cái trong phòng ăn. Thì ông kia ông đã nói từ đầu là có một cái trong phòng ăn cô giáo viên, nhưng mà con này bây giờ nó cũng nói là có một cái cỡ trọng. Thế mình hỏi là làm sao để vô được đó. Thì thằng Steven đúng không nhỉ? Steven hay Si vậy? Nó rất dễ ấy, kia là rất dễ bị đánh lạc hướng. Cho nên là con này nó giúp mình được. Và nói là tại sao cậu người không giúp đỡ cho mình, thì con này nó kêu được thôi, muốn giúp thì giúp, nhưng mà nó hỏi mình hỏi bao nhiêu tiền là biết rồi. Con này nó đòi 5 đô mỗi lần mà giờ ăn mà mình muốn ra ngoài là mình phải đưa con này 5 đô để nó đánh lạc hướng. Muốn làm vậy. Ok, hello Kara. Nó xin cái thẻ đến nhà vệ sinh, nhưng mà hồi này nói là không cho bởi vì con này nó đã sử dụng vào ngày hôm nay rồi. Và nó nói là nó biết vậy, nhưng mà nó cần một cái nữa để ra bên ngoài, là nó chạy đi luôn rồi. Cho nên là thằng kia sẽ đuổi theo. Ông lao công thì dọn xong rồi, bà này bà sẽ đi vô bà làm đồ ăn chay. Sau đó lúc này là mình sẽ lẻn qua đây, mình sẽ lẻn qua đây để mình lấy cái bông hoa trong này. Ok, hôm nay hỏi là mình vô được đây là thằng Steven nó không có làm tốt nhiệm vụ của nó nha. Mình thu thập được bao nhiêu bông hoa rồi, thế thì có ở đây không? Được nữa là mình tìm được một cái. Ông này bất ngờ ông này kêu là mong mình là sẽ tìm được nhiều cái hơn trước khi mà giờ học tới. Và bây giờ thì nhanh lên, tại ông biết là mình vô đây để mình lấy một cái mà. Và bây giờ ông kêu là mình sẽ nhanh lên bởi vì nghĩa là ông không muốn gặp rắc rối khi mà để học sinh ở trong này. Mình chỉ vô mình lấy được một cái ở đây, lấy bông hoa luôn. Ok, bây giờ ông bị ông đuổi rồi, giờ thì lấy thêm những cái này nữa. Đoạn chay Ozit bỏ đi vậy, mình nghĩ là những cái đứa mà nó bỏ đi như vậy là khả năng cao là tụi anh em của nó sẽ bị mất tích.
vậy cũng như trong phòng một thôi, nó chỉ diễn ra ở địa điểm khác và mọi thứ nó sẽ khác một tí. Ok, bây giờ đưa đồ ăn chay vào nó, giờ nó cảm ơn mình. Ok, giờ hai anh chị bắt đầu tình tứ nhau. Ok, mình sẽ bỏ đi trước khi mà bọn chúng làm cái điều gì đó khiến mình phải nôn mửa. Giờ ăn chưa kết thúc rồi. Ồ, hết rồi. Nè nè, vậy là hiểu rồi. Giờ ăn chưa? Giờ ăn chưa xong đó là sẽ có ra ngoài chơi. Ra ngoài chơi đó là mới có một cái lớp học mới. Đó là tập trước đó là mình bỏ giờ ăn trưa, cho nên là mình bỏ luôn cả cái này. Nên là bây giờ mình phải bị phạt. À không, mình bị phạt cho nên là cái giờ mà mình bị phạt là cái giờ mà tụi này nó đang ấy nè, đang chơi. Bây giờ thằng này nó lại chạy ra và nó lại nói với mình. Con kia nó khá là ghê rợn, nó hỏi chuyện gì nữa. Ok, con Cindy nó bắt thằng này làm một cái thứ tồi tệ với những đứa con gái khác, nhưng mà lương tâm của con này không kiểu là dân nhà giàu thanh lịch mà đâu có muốn làm hại phụ nữ, nhưng mà đụng tới con Cindy phải vậy thôi. Ok, và Cindy nó nói là nếu như mà thằng này nó muốn lấy cái bông hoa cho ông tiến sĩ Daniel thì phải làm cho con Benny này nghĩa là bị nghĩa là tiêu diệt luôn con Benny gì á. Thế thì bây giờ là làm như thế nào? Rồi nó đưa cho mình một cái gì đó, rồi nó kêu mình là phải chôn dưới gốc cây ở đằng kia, lại một dưới cái gốc cây mà có cái tổ ong ở đằng kia. Ok, thì mình hỏi nó cái gì. Okay, nó không chẳng biết nữa, bởi vì nó gì là nó kiểu là nó kỳ nghỉ hè nó lấy được từ ba nó vậy, và bốn kiểu là ba nó không có muốn cho cái món hàng này nó bị phát hiện, nó thì đặt nó dưới cây thôi. Và nó nói là mình chôn dưới gốc cây là thằng này nó sẽ ra, nó nói là con kia vậy. Chỉ còn là con Benny ấy mà nó đi tới dưới cây thì mình sẽ rung cây cho tổ ong rớt xuống. Trời, mình sẽ lấy. Ở lúc đó là lũ ong sẽ đốt cái con Benny này, khiến cho con Benny này nó xấu. Và giống như là con Cindy nó muốn. Ok thôi. À, trên này có một cái monster cạc nè. Nhưng mà nếu mà lấy thì mình sẽ bị thiếu táo, cho nên là chôn cái này trước. Land và Concha và cái đó là gì ta, nghe khá là kỳ. Hình như là thằng này cũng biết rồi, một cái túi gì đó khá là kỳ lạ ở dưới gốc cây. Ok, hình như mình nghĩ nó là cần sa vậy. Và con này nó sẽ ra kiểm tra, bây giờ là mình sẽ rung cái cây nhưng mà phải chắc là phải đi ra đằng sau đúng không? Đây, rung cái cây cho ông đốt mặt nó. Ok, ông đốt mặt nó và nó sợ quá, nó chạy đi. Thằng kia thì nói là mình phải là làm được việc. Thì mình nói là mình cũng vui và nó cũng vui. Rồi mình lấy được bông hoa thì mình vui rồi. Và nó thì làm hài lòng bạn gái cho nên nó cũng vui. Và con kia nó nói là bây giờ con Benny nó trở thành một đứa xấu xí chưa. Thì mình hỏi là mình có thể lấy được bông hoa được chưa. Dạ đúng rồi, mình lấy được bông hoa màu hồng rồi. Dạ chỉ là bông hoa hồng này cảm ơn cho những gì mình làm để hai đứa này ở bên nhau.
Và hàng này nó tặng mình cho mình luôn cả cái túi cần sa được luôn rồi. Ơ, chú Bóp. Chú Bóp là tỏ tình với lại bà cô giáo à. Anh lao công mới hả? Anh muốn cái gì? Và tôi có một số thứ dành cho cô. Có một bông hoa này khá là tuyệt vời đấy. Nhưng mà bà cô này cần thuốc cơ, cho nên là bà chạy rồi. Chú Bóp hỏi là hết còn bông hoa rồi thôi. Cứ đã bỏ nó ở đó đi. Chả thế là mình lấy được bông hoa đỏ luôn. Bây giờ là mình sẽ ra hàng Monty để mình bán cái đống này. Tiếp sắp. Ok, nó nói là đâm đô nhưng mà mình nói là không, cái này đáng giá lắm. Tại vì cần sa mà đáng giá mà, cho nên là còn nhiều thứ hơn nữa. Giờ nó nói là bây giờ 5 đô là một cái monster gạt hả? Ok luôn. Nghĩa là mình vừa bán được cái đó và mình còn có cả monster gạt nữa. Bây giờ mà mình lên lấy cái monster kẹt kia là mình sẽ thiếu tim để mình lấy cái bông hoa cuối cùng này. Ok, hồi này nó để ứng bực mình là bởi vì mình ra khỏi đây, ra khỏi cái khu mà quy định. À, bây giờ là sẽ có hai lựa chọn, một là tới phòng gym nhưng mà bỏ tiền ra để vô lớp khoa học chứ, để chứng minh cho ông này thấy là mình đã tìm được đủ 5 bông hoa chứ. Ok, ổng khá là bất ngờ bởi vì mình có thể kiếm đủ được ấy 5 bông hoa. Bây giờ sao đây? Ổng đặt cái cây ở đây, một cái cây ăn thịt nữa. Nghĩa là cái bông hoa này do mẹ của thằng Otis tài trợ hay sao? À, ổng đặt tên cho cái bông hoa này là Diana, hóa ra cái bông hoa này tên là Diana. Giờ ông sẽ ra ngoài ông lấy một số thứ. À, bây giờ chắc là mình cho bông hoa để nó ăn đi. Thì theo những thứ tự mà mình đã lấy được, cứ bám theo thứ tự từ đầu buổi tới giờ mình kiếm được những bông hoa nào mình cứ theo thứ tự. Đầu tiên là bông hoa màu xanh nè, sau đó là tới bông hoa màu vàng, rồi tới bông hoa màu hồng, rồi bông hoa đỏ. Và cuối cùng là bông hoa xanh. Và ông thầy bất ngờ bởi vì là mình cho gỡ bông hoa ăn hết. Ok. Và mặc dù là không có sự chỉ dẫn của ổng nhưng mà mình vẫn là tốt. Và ổng tặng cho mình một cái thẻ monster kẹt cũng như là cả cái một tờ kiểu chứng nhận A cộng. Là mình nói mình là ngày hôm sau là có khả năng là mình có thể gia nhập lớp của ông này. Ok. Bây giờ là chuông tới rồi. À, hết giờ rồi, ra về thôi. Ok, mình lấy được một cái món bảo vật mới. Đó là một cái món giúp mình có thể gia nhập vô lớp học khoa học vào đầu tiên luôn. Lớp học cho những đứa học sinh giỏi. Ok. Giờ mở ra một cái bộ đồ mới. Mà bộ đồ đó khá xấu cho nên là không, cái mặt của thằng đó thì khá xấu. Cái bộ đồ thì vẫn tạm ổn, mình vẫn có thể mặc bộ đó tới trường. Tập sau là mình sẽ mặc bộ đồ của chú Bóp đi. Bộ đồ chú Bóp nhìn ú ú đi. Đó. Thì mặc bộ chỗ này tập sau thì mình sẽ đi kiếm tiếp. Thì nói chung là video này kết thúc tại đây nhé. Nếu mà bạn nói hay nhớ để like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.